Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin chuyển động Đông Bắc sáng ngày 17 tháng 5 của Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh với những nội dung đáng chú ý sau đây. Tỉnh Quảng Ninh đẩy mạnh các biện pháp tiết kiệm điện trong sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt. Nguồn vốn tín dụng chính sách ưu đãi giúp cho hàng nghìn hộ nghèo cận nghèo tại tỉnh Bắc Giang phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo bền vững. Thành phố Hải Phòng nỗ lực đảm bảo an toàn thực phẩm. Tỉnh Lạng Sơn bảo tồn đa dạng sinh học rừng đặc dụng Mẫu Sơn. Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng vừa phê duyệt chương trình phát triển đô thị thành phố với những mốc chỉ tiêu cụ thể theo từng giai đoạn, xây dựng tầm nhìn đến năm 2050. Chương trình phát triển đô thị thành phố Hải Phòng triển khai trên toàn bộ phạm vi ranh giới đơn vị hành chính của thành phố, bao gồm 15 đơn vị hành chính trực thuộc với 7 quận nội thành và 8 huyện ngoại thành. Theo đó, chỉ tiêu phát triển đến năm 2025, tỷ lệ đô thị hóa đạt khoảng 60-70% với mật độ dân số toàn đô thị đạt từ 2.000-3.000 người trên 1 km². Đặc biệt, thành phố sẽ mở rộng đô thị trung tâm sang khu vực huyện An Dương, nâng lên thành 8 quận nội thành và điều chỉnh địa giới hành chính quận Hồng Bàng, đồng thời thành lập thành phố Thủy Nguyên trên cơ sở hiện trạng địa giới hành chính huyện Thủy Nguyên và toàn bộ đảo Vũ Yên. Giai đoạn đến năm 2030, chỉ tiêu đặt ra là tỷ lệ đô thị hóa của Hải Phòng đạt khoảng 74-76%, với mật độ dân số đạt 3.000-3.500 người 1 km², đồng thời mở rộng đô thị trung tâm sang khu vực huyện Kiến Thụy để nâng lên thành 9 quận nội thành. Trong giai đoạn đến năm 2035, tỷ lệ đô thị hóa đạt khoảng 76-80%, với mật độ dân số toàn đô thị đạt 3.000-3.800 người 1 km². Đối với giai đoạn đến năm 2040, Hải Phòng đặt chỉ tiêu tỷ lệ đô thị hóa đạt khoảng 80-86%, đồng thời mở rộng khu vực đô thị trung tâm, chuyển sang huyện đảo Cát Hải với việc thành lập quận Cát Hải. Tầm nhìn giai đoạn 2045-2050, Hải Phòng quyết tâm xây dựng và phát triển thành phố trở thành đô thị đạt tầm cỡ quốc tế, giữ vai trò là đầu mối kết nối phát triển với mạng lưới khu vực và quốc tế, góp phần nâng cao tỷ lệ đô thị hóa Việt Nam thuộc nhóm trung bình cao của khu vực ASEAN và châu Á. Thực hiện nhiệm vụ tiết kiệm điện trong năm 2024, theo tinh thần chỉ thị số 20 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2023-2025, nhiều giải pháp tiết kiệm điện trong sản xuất kinh doanh và sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục được triển khai. Hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ cảng, công ty này đã lắp đặt thiết bị biến tần tiết kiệm điện trên các dây chuyền cẩu bốc xếp hàng hóa, giúp doanh nghiệp mỗi năm tiết kiệm được 800.000 đến 1 triệu kWh điện, tương đương khoảng trên 2 tỷ đồng. Cùng với tiết kiệm điện trong sản xuất, công ty cũng đẩy mạnh thực hiện các giải pháp tiết kiệm điện tại trụ sở, văn phòng công ty. Trong quá trình mà mua bán các thiết bị mà sử dụng điện để làm hàng, để cho hoạt động sản xuất kinh doanh, thì chúng tôi cố gắng là mua bán những cái thiết bị mà nó có tính năng để tiết kiệm điện. Sử dụng điện tiết kiệm cũng là phương châm hoạt động của nhiều cơ sở thương mại dịch vụ. Nhà hàng này đã thực hiện nhiều giải pháp như điều chỉnh cường độ hệ thống chiếu sáng phù hợp trong ngày, tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên, cho đến hệ thống điều hòa nhiệt độ theo phân khu, sử dụng năng lượng tái tạo. Khi trời nắng nóng thì sẽ giảm 50% cái hệ thống chiếu sáng. Đấy, còn là các thiết bị khác thì năm nay sẽ cố gắng tiết kiệm khoảng 30% để hưởng ứng cái chương trình tiết kiệm điện của quốc gia. Theo Công ty Điện lực Quảng Ninh, quý 1 và trong quý 2 năm nay, với sự phục hồi của nền kinh tế, nhu cầu về điện và phụ tải điện trên địa bàn tỉnh tăng trưởng trên 20%. Dự báo quý 2 và mùa nắng nóng năm nay, phụ tải điện tiếp tục tăng cao khoảng 18,7% so với năm 2023, đạt khoảng 1.250 MW. Làm việc với các khách hàng để thực hiện chương trình điều chỉnh phụ tải khi thương mại và ký kết với một số khách hàng có công suất lớn để dịch chuyển công suất trong giờ cao điểm, cũng như là huy động các máy phát diesel của khách hàng. Chúng tôi chỉ đạo các cái cơ sở mà sử dụng điện công cộng như là khu vui chơi giải trí, quảng cáo, khu công cộng phải có kế hoạch sử dụng điện làm sao tiết kiệm và hiệu quả. Đồng thời chúng tôi cũng chỉ đạo trong cái việc thực hiện nghiêm về cái kiểm toán năng lượng theo quy định pháp luật. Việc thực hiện đồng bộ các biện pháp sử dụng năng lượng hiệu quả, tiết giảm chi phí năng lượng không những giúp cho doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh hay các hộ dân tiết kiệm chi phí mua điện, mà còn giúp cho ngành điện giảm áp lực, thực hiện quản lý và vận hành lưới điện an toàn, hiệu quả.
Đối thoại tại nơi làm việc chính là kênh thông tin quan trọng giúp công đoàn cơ sở và doanh nghiệp cùng nhau giải quyết các vấn đề nóng trong công nhân lao động như vấn đề việc làm, cải thiện tiền lương hay thời giờ làm việc. Qua đó góp phần xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, đảm bảo phúc lợi cho chính người lao động. Người lao động được hưởng chế độ thăm hỏi khi có ốm đau, thai sản hay thân nhân mất. Đặc biệt, tiền lương của hơn 3.400 lao động tại nhà máy được điều chỉnh tăng hàng năm, cộng thêm hai khoản phụ cấp định kỳ trong năm. Tất cả những phúc lợi này đã giúp công nhân tại đây yên tâm gắn bó với doanh nghiệp. Lương thì bên mình được tăng lương theo năm. Tăng lương theo năm mà tùy theo cái thời giá của cái thời điểm mà được tăng lương đấy và tùy theo tình hình kinh doanh của công ty. Một năm thì bên mình sẽ được hai kỳ gọi là phụ cấp lương. Trên thực tế, để đạt được những phúc lợi cao hơn luật, đó là sự nỗ lực đàm phán, đối thoại của chính các cán bộ công đoàn cơ sở với đại diện doanh nghiệp. Trong đó, mỗi bản thỏa ước lao động tập thể chất lượng được xem là sợi dây gắn kết giữa công nhân và doanh nghiệp. Trong cái bản thỏa ước của chúng tôi, trong đó có rất nhiều cái điều khoản nó có lợi hơn cho người lao động. Ví dụ như là chăm lo hàng năm này và chế độ lương thưởng đầu năm 2024 là công đoàn bên ban giám đốc là thương lượng cho người lao động được tăng lương là 6,1% bình quân, thưởng bình quân một năm là 2,5 tháng. Bên cạnh đó, khi người lao động lúc ốm đau hiếu hỉ, bên công ty và bên công đoàn cũng đều đến thăm hỏi. Còn ở đơn vị này, ngoài hoạt động đối thoại định kỳ, nhà máy còn lắp thêm hòm thư góp ý để thu thập ý kiến của toàn bộ người lao động, nhất là các vấn đề khó có thể chia sẻ trực tiếp với quản lý. Nhờ kênh thông tin này mà mô hình phòng vắt sữa cùng khu vực nghỉ ngơi dành cho lao động nữ đã được ra đời. Khi mang thai thì bọn em có rất đầy đủ, có cả nhà vắt sữa, có cả rất sạch sẽ, có tủ lạnh với máy hâm nóng sữa. Công đoàn và doanh nghiệp luôn luôn chú trọng đến cái việc đối thoại. Thì trong công ty thì theo 3 tháng một lần thì công đoàn và công ty tổ chức những cuộc đối thoại trực tiếp đối với người lao động để từ qua đó thấy được tâm tư nguyện vọng của người lao động, qua đó giải quyết những vấn đề vướng mắc ngay lập tức để tránh những tranh chấp phát sinh những lao động xảy ra. Không chỉ nâng cao đời sống đoàn viên người lao động, hoạt động đối thoại còn góp phần giải quyết tranh chấp trong quan hệ lao động, giảm các vụ ngừng việc tập thể trong thời gian qua. Lựa chọn từng cái vấn đề và thảo luận, thương lượng với chủ doanh nghiệp nhiều lần chứ không chỉ có một lần, đấy, thuyết phục để làm sao mà doanh nghiệp thấy được là những cái quan tâm chăm lo đến người lao động như vậy thì cũng sẽ giúp thêm người lao động nâng cao được cái đời sống tinh thần cho người lao động ở tại công ty và cũng sẽ giúp cho người lao động gắn bó hơn với công ty. Đối thoại để thấu hiểu, lắng nghe để chia sẻ. Có thể thấy từ những hoạt động đối thoại thẳng thắn, cởi mở và sôi nổi tại nơi làm việc sẽ giúp chăm lo đời sống người lao động ngày một tốt hơn, tạo động lực để phát triển doanh nghiệp. Tiếp theo là các tin tức đáng chú ý khác. Phó Thủ tướng Lê Minh Khái vừa yêu cầu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chậm nhất cuối tuần này phải công bố quyết định thanh tra kiểm tra thị trường vàng và hoạt động kinh doanh vàng. Các bộ ngành địa phương triển khai ngay các biện pháp nhằm giải quyết bất cập, bảo đảm thị trường vận hành ổn định với giá vàng miếng ở mức hợp lý. Ngân hàng Nhà nước đánh giá đầy đủ về cung cầu, tình hình hoạt động kinh doanh vàng của các doanh nghiệp kinh doanh vàng miếng để có giải pháp phù hợp hiệu quả. Về việc tiến hành thanh tra kiểm tra thị trường vàng và hoạt động kinh doanh vàng, Bộ Công an, Thanh tra Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ Công thương tham gia đoàn thanh tra liên ngành cùng với Ngân hàng Nhà nước. Quá trình thanh kiểm tra, nếu phát hiện vi phạm thì chuyển ngay hồ sơ cho cơ quan công an xử lý theo quy định của pháp luật. Theo Cục Hàng không Việt Nam, hiện nay nhiều đường bay từ các điểm du lịch giá vé giảm chỉ còn khoảng một nửa so với thời điểm nghỉ lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5. Trong đó, đường bay thành phố Hồ Chí Minh Hà Nội của các hãng có giá chỉ khoảng 1,4 triệu đồng đến hơn 1,6 triệu đồng một chiều. Nhiều chuyến bay vẫn giữ mức giá khá cao, song có thêm nhiều giải giá rẻ cho hành khách lựa chọn, không còn giá vé cao như đợt nghỉ lễ. Cục Hàng không Việt Nam cho biết để khắc phục tình trạng cung không đủ cầu trong dịp cao điểm hè sắp tới, Cục yêu cầu các hãng lên phương án tăng số chỗ, số chuyến, số giờ bay nhằm hạ nhiệt giá vé. Các hãng cũng khai thác và mở bán tăng cường nhiều chuyến bay vào khung giờ muộn từ sau 21 giờ hàng ngày. Bộ Xây dựng đang lấy ý kiến người dân đối với dự thảo thông tư quy định đánh số và gắn biển số nhà. Thời gian lấy ý kiến đến ngày 10 tháng 7. Để khắc phục tình trạng loạn số nhà tại các đô thị lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Xây dựng đã đề xuất các nguyên tắc thống nhất chặt chẽ hơn về việc đánh số và gắn biển số nhà, góp phần thuận lợi cho người dân cũng như công tác quản lý của địa phương.
Dự thảo thông tư quy định đánh số và gắn biển số nhà cũng đưa ra các nguyên tắc đánh số nhà trên tuyến đường giao thông chưa có nhà xây liên tục và đoạn đường mới xây dựng kéo dài tuyến giao thông đã đánh số nhà. Nguyên tắc đánh số căn hộ của nhà chung cư, nguyên tắc đánh số nhà trong phạm vi dự án khu đô thị, khu nhà ở, công trình xây dựng tập trung và điểm dân cư nông thôn cũng được đề cập. Đồng thời, dự thảo cũng quy định về gắn biển số nhà, giải pháp quản lý biển số nhà, quy cách thiết kế các loại biển số đối với nhà, căn hộ. Trong những năm qua, nguồn vốn tín dụng chính sách ưu đãi của Đảng và Nhà nước đã mang lại những kết quả vượt bậc trong công tác xóa đói giảm nghèo tại địa phương. Tại huyện vùng cao Sơn Động, tỉnh Bắc Giang, nguồn vốn này trở thành đòn bẩy, tạo sinh kế, giúp cho hàng nghìn hộ nghèo, cận nghèo phát triển kinh tế, vượt lên thoát nghèo bền vững. Từ nguồn vốn vay ưu đãi 50 triệu đồng, lại được đào tạo nghề chăn nuôi ong và trồng trọt, gia đình ông Bằng đã vất lên từ nghề nuôi ong lấy mật. Giờ đây, không những xây được nhà, nuôi các con ăn học thành đạt, mà hơn hết là gia đình ông đã thoát nghèo. Chúng tôi được vay là 50 triệu. Thế đến nay thì nói chung là từ cái nguồn vốn đó chúng tôi phát triển về chăn ong và coi như một số cái công việc khác. Thì đến nay thì về cái việc phát triển ong thì chúng tôi cũng đã coi như là hàng năm thì vẫn là phát triển được tốt. Thì doanh thu của mỗi năm thì thường thường là tầm cũng chỉ được cỡ khoảng độ coi như là 40-50 triệu. Cũng như gia đình ông Bằng, nhiều hộ nghèo cận nghèo ở Sơn Động cũng vậy. Nhờ nguồn vốn vay này mà cuộc sống đã khấm khá. Và giờ đây họ lại tiếp tục được ngân hàng cho vay vốn quay vòng. Cũng được ưu ái vay cái vốn của ngân hàng chính sách. Và gia đình chúng tôi đã vươn lên và vượt thoát nghèo. Và hiện nay chúng tôi tiếp tục vay cái vốn sản xuất kinh doanh tại ngân hàng chính sách để phát triển kinh tế. Gia đình nhà tôi 2015 đang nghèo thì vay đến 2022 thì là đã thoát nghèo, bây giờ lại vay lại 50 triệu để về làm kinh tế để trồng keo. Sau 10 năm thực hiện chỉ thị số 40 của Ban Bí thư Trung ương về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Sơn Động hiện đang triển khai quản lý cho vay 18 chương trình tín dụng chính sách, tổng dư nợ gần 860 tỷ đồng với 11.000 khách hàng. Riêng quý 1 năm nay, đơn vị đã giải ngân hơn 73 tỷ đồng cho gần 1.000 hộ vay vốn đầu tư sản xuất kinh doanh. Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân lập danh sách và trình Ủy ban Nhân dân huyện tiếp tục phân bổ một phần ngân sách để thực hiện chỉ thị 40 và tiếp tục trình ngân hàng chính sách cấp trên phân bổ nguồn vốn để tạo điều kiện cho bà con tiếp tục có vốn để phát triển kinh tế vươn lên thoát nghèo. Huyện Sơn Động đặt mục tiêu đến năm 2025 tỷ lệ hộ nghèo cận nghèo giảm dưới 10%. Giải pháp để thực hiện mục tiêu này là lồng ghép 3 chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo, đồng thời tăng cường giải ngân nguồn vốn tín dụng chính sách ưu đãi, giúp bà con có vốn đầu tư sản xuất kinh doanh. Thời điểm này, trà vải thiều cực sớm tại một số địa phương trong tỉnh Bắc Giang bắt đầu cho thu hoạch. Dù diện tích ít, song giá bán lại rất cao. Hiện giống vải Bình Khê đang cho thu hoạch. Đây là giống vải cực sớm, diện tích rất ít, chỉ khoảng vài chục hecta, được tập trung trồng xen ghép với giống vải sớm tại một số hộ dân tại huyện Tân Yên, Lục Nam. Giống vải này có ưu điểm là cho thu quả sớm. Dù màu sắc, mẫu mã, độ ngọt không cao bằng vải sớm và vải chính vụ, song do cho thu sớm hơn hẳn các trà vải khác nên được thị trường đón nhận. Tại một số cửa hàng hoa quả trên địa bàn thành phố Bắc Giang, vải có giá bán khá cao từ 90.000 đến 100.000 đồng một kg. Với mức giá này thì vải cực sớm là một trong những loại trái cây có giá đắt trên thị trường Bắc Giang hiện nay. Thời gian thu hoạch vải thiều sớm dự kiến từ ngày 20 tháng 5 đến ngày 15 tháng 6 và chính vụ từ ngày 10 tháng 6 trở đi. Tiếp tục đảm bảo an ninh an toàn thực phẩm trong tình hình mới là chủ đề của tháng hành động vì an toàn thực phẩm của thành phố Hải Phòng năm nay. Đây còn là điểm nhấn trong năm nhằm phát động một chiến dịch truyền thông tuân thủ các quy định pháp luật về an toàn thực phẩm, hạn chế xảy ra các vụ ngộ độc thực phẩm. Mục tiêu của tháng hành động nhằm tăng cường công tác thông tin, truyền thông chính xác, kịp thời, toàn diện, có trách nhiệm, trung thực các vấn đề liên quan đến an toàn thực phẩm, tăng cường truyền thông quảng bá sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản, đảm bảo chất lượng an toàn, đề cao vai trò trách nhiệm của các tổ chức cá nhân, doanh nghiệp trong việc thực thi pháp luật về an toàn thực phẩm.
Chủ đề của năm 2024 là đảm bảo an ninh an toàn thực phẩm trong tình hình mới. Tức là từ cái nguồn cung cấp cây con giống đến vấn đề sử dụng cái thực phẩm an toàn. Và sử dụng thực phẩm an toàn là không những sử dụng cho chính bản thân người dân Việt Nam mà còn có những cái thực phẩm xuất khẩu. Thế nên là đòi hỏi mọi người phải nâng cao cái nhận thức về cái tầm quan trọng của công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trong tình hình mới. Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác kiểm tra giám sát an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản, kiểm tra, giám sát về an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất kinh doanh, quảng cáo thực phẩm, nêu cao vai trò của chính quyền các cấp, các cơ quan quản lý, tổ chức xã hội và sự giám sát của người tiêu dùng đối với việc tuân thủ pháp luật về an toàn thực phẩm đối với các cá nhân, cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm. Giải quyết kịp thời các sự cố mất an toàn thực phẩm, củng cố niềm tin của người dân, giúp phát triển thị trường trong nước, xuất khẩu, tăng cường xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm và giảm thiểu ngộ độc do tiêu dùng thực phẩm không an toàn. Ngoài các hoạt động thường xuyên về công tác bảo đảm an toàn thực phẩm, tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm nay còn là điểm nhấn trong năm, tạo nên đợt cao điểm phát động một chiến dịch truyền thông tuân thủ các quy định pháp luật về an toàn thực phẩm trong các hoạt động sản xuất kinh doanh thực phẩm, giảm thiểu các hành vi vi phạm trong sản xuất kinh doanh thực phẩm, chủ động phòng ngừa ô nhiễm thực phẩm, hạn chế tối đa ngộ độc thực phẩm, đặc biệt là các vụ ngộ độc thực phẩm nhiều người mắc do sử dụng sản phẩm thực phẩm không đảm bảo an toàn. Cục Quản lý Dược Bộ Y tế vừa ký quyết định cấp phép gia hạn giấy đăng ký lưu hành cho 40 loại vaccine sinh phẩm, trong đó có các vaccine mới là vaccine phòng bệnh sốt xuất huyết, vaccine phòng bệnh zona thần kinh, vaccine phòng 23 tuyếp phế cầu thế hệ mới. Theo đó, vaccine Qdenga phòng sốt xuất huyết do hãng dược phẩm Takeda sản xuất có hiệu lực bảo vệ hơn 80% chống lại cả 4 nhóm huyết thanh virus sốt xuất huyết dành cho trẻ từ 4 tuổi trở lên. Vaccine Shingrix phòng bệnh zona thần kinh do hãng thực phẩm GSK sản xuất có hiệu lực trên 97% dành cho người từ 50 tuổi trở lên với sức khỏe bình thường hoặc cho người từ 18 tuổi trở lên có nguy cơ cao mắc zona do có tình trạng suy giảm miễn dịch. Còn vaccine Promovax 23 do hãng dược phẩm MSD sản xuất có hiệu lực bảo vệ hơn 90% dành cho trẻ từ 2 tuổi và người lớn. Ba loại vaccine này được cấp phép tiêm chủng tại Việt Nam có ý nghĩa quan trọng trong việc phòng chống các bệnh liên quan đến các virus này, nhất là trong bối cảnh số ca mắc vẫn được ghi nhận hàng năm ở mức khá cao. Quy hoạch tỉnh Lạng Sơn xác định phương án bảo vệ môi trường, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học, trong đó có khu bảo tồn loài sinh cảnh Mẫu Sơn và cảnh quan sinh thái quan trọng núi Mẫu Sơn đang được chính quyền và cơ quan chức năng của địa phương tập trung bảo tồn. Khu bảo tồn loài sinh cảnh Mẫu Sơn và cảnh quan sinh thái quan trọng núi Mẫu Sơn có diện tích hơn 3.882 ha, thuộc địa bàn hai huyện Cao Lộc và Lộc Bình. Rừng đặc dụng Mẫu Sơn nằm ở khu vực có các dãy núi cao, có cảnh quan sinh thái quan trọng. Trong đó có nhiều phân khu được bảo vệ nghiêm ngặt, bảo tồn đa dạng sinh học, kết hợp với sử dụng bền vững, phát huy giá trị của khu bảo tồn thiên nhiên. Nay thì Ban Quản lý rừng đặc dụng Mẫu Sơn đã tổ chức giao khoán cho 6 cộng đồng dân cư thôn của hai xã Mẫu Sơn của huyện Lộc Bình và huyện Cao Lộc tập huấn tuyên truyền, vận động bà con nhân dân, đặc biệt là các tổ thành viên tổ bảo vệ rừng của thôn tham gia tuần tra bảo vệ rừng theo quý, theo tháng, theo tuần. Rừng đặc dụng Mẫu Sơn hiện có 655 loài động thực vật, trong đó có nhiều loài quý hiếm trong sách đỏ Việt Nam và thế giới. Để bảo tồn bền vững đa dạng sinh học, công tác quản lý bảo vệ tài nguyên rừng được tăng cường và nâng cao hiệu quả, phát triển các tổ bảo vệ rừng cấp thôn bản để tham gia bảo vệ rừng tận gốc. Tổ cùng với phối hợp với Ban Quản lý rừng đặc dụng và luôn tuyên truyền bà con cấm người lạ vào chặt phá cây này, không xâm hại rừng đặc dụng của xã Mẫu Sơn. Ban Quản lý rừng đặc dụng Mẫu Sơn đang triển khai đồng bộ các biện pháp để quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững rừng đặc dụng gắn với sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, nguồn gen, cảnh quan và dịch vụ môi trường, đồng thời tiếp tục phối hợp với các cơ quan tổ chức trong và ngoài nước nghiên cứu sâu về thực trạng bảo tồn các loài động thực vật quý hiếm, các loài đặc hữu của rừng đặc dụng Mẫu Sơn, bảo tồn đa dạng sinh học cho mai sau. Công an nhiều địa phương trong nước vừa đưa ra cảnh báo thủ đoạn thuê học sinh sinh viên mở tài khoản ngân hàng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Các đối tượng dụ dỗ lôi kéo học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông đã được cấp căn cước công dân tham gia vào việc mua bán thông tin cá nhân mở tài khoản ngân hàng nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, gây khó khăn cho cơ quan chức năng trong việc điều tra, truy vết tội phạm.
các đối tượng cung cấp cho học sinh điện thoại di động có sẵn SIM để đến ngân hàng làm thủ tục mở tài khoản, đăng ký dịch vụ, sau đó yêu cầu đưa lại điện thoại, mật khẩu OTP của tài khoản ngân hàng đã đăng ký và các thông tin liên quan. Với mỗi tài khoản đăng ký thành công, học sinh sẽ được nhận tiền thù lao từ 200.000 đến 500.000 đồng. Đây là thủ đoạn phạm tội mới nhằm đến lứa tuổi vị thành niên học sinh. Cơ quan chức năng khuyến cáo các em học sinh cần cảnh giác, không tham gia tiếp tay cho hành vi phạm tội này. Và thông tin này cũng đã kết thúc bản tin Chuyển động Đông Bắc sáng nay của Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.